Rồi, hello anh em, chào anh em. Sang lại quay trở lại và Sang lấy những cái đinh ra để mà test thử những cái kìm Fujita. Thì ở đây mình sẽ có hai cái kìm Fujita Make in Việt Nam. Mình sẽ test thử một cái chiếc đinh 2.8 và cắt thử cái kìm điện, kìm đầu bằng hay là kìm đầu bằng. Ở đây cái kìm đầu bằng này ở trên bao bì hãng nó để là cắt được 3.4 ly đối với dây thép. Đối với dây thép tức là như dây lưới B40 hoặc là một cái đinh như thế này. Đó là 3.4 ly. Thì cái đinh này mình đang là 2.8 ly, mình hiện tại không có 3.4 nhưng mình cắt thử cái đinh này coi như sao. Thì cái cảm quan khi cắt á thì rất là ngọt anh em, rất là ngọt. Khi mà cắt thì cái tay mình cầm mình cắt nó nhẹ nhàng hơn so với những cái kìm khác. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái kìm này thì ở đây nó để hãng nó để là cái độ cứng của nó đâu rồi, cái độ cứng của nó để đâu rồi. Kìm Việt Nam thì nó không có để nè, kìm Việt Nam thì nó không có để độ cứng, nó chỉ để mình cắt được cái sản phẩm gì thôi à, chứ nó không có để độ cứng. À, cái kìm Nhật Bản thì nó sẽ có để cái độ cứng, cái kìm mà Made in Japan thì để độ cứng, còn cái kìm này thì nó sẽ không để độ cứng mà để là những cái thông tin là chuẩn zig ha, mài dũa. Nói chung là kìm Việt Nam á thì anh em sẽ thấy rằng là ở cái bên ngoài nó gần giống nhau hết so với hàng Nhật Bản. Nhưng mà soi kỹ lại thì cái bề mặt đánh bóng của cái kìm có cái sự khác ở đâu đó ha, có sự khác biệt. Và anh em cũng xem thấy là đây, em thấy là nó hơi phần trên lệch ha. Cái này thì mình bán mình vẫn so sánh để cho anh em lựa chọn nha. Tại vì mình nếu mình nói dối thì anh em sẽ về anh em sử dụng anh em cũng nhìn nhận thôi được thôi. Ở đây mình sẵn đây mình so sánh để em có cái sự lựa chọn phù hợp. Nói chung cái mỗi cái đều tương ứng với giá tiền nó phù hợp. Thí dụ như anh em muốn mua cái kìm xịn thì dĩ nhiên giá nó sẽ mắc hơn đối với cái kìm này. Cái kìm này giá nó chỉ có 180.000 nhưng mà nó sẽ chất lượng hơn hàng Trung Quốc ha. Còn hàng xịn thì cái này nó không phải là xịn. Cái này anh em sử dụng trải nghiệm trong gia đình đó. Hoặc là làm thợ, nếu anh em làm thợ mà túi tiền chúng ta chưa có nhiều hoặc là chúng ta muốn tiết kiệm thì chúng ta có thể mua những cái sản phẩm này chúng ta sử dụng. Nó cũng tốt nhưng mà sẽ không bằng hàng nội địa Nhật ha. Đây anh em xem một cái lưỡi cắt ở phía cái lưỡi cắt á, anh em có thấy là nó sẽ không có đồng nhất giữa hai bên, một bên to và một bên nhỏ, nó không có đều nó không có đều, tức là cái góc mài của cái hãng này thì của cái kìm này nó không có đều đó. Còn lại thì cái nước gam, cái nước cái này nè, cái nước xi của cái bên ngoài cái kìm này thì nhìn nó sẽ khác, hơi khác đi đối với cái kìm này, đối với cái kìm này ha. Thì cái kìm này giá nó cũng rất là tốt, giá rất là tốt, 200 mm mà nó chỉ có 180.000 thôi. Phù hợp cho anh em sử dụng. Chúng ta sử dụng nói chung là gia đình là ok, tốt. Mua chi hàng bãi, nếu hàng bãi thì anh em mua những cái thương hiệu xịn cũng được ha. Rồi, thì giá của nó là 180.000, 200 mm ha. Mã đặt hàng của nó là FU1511. FU1511 với giá 180.000, kích thước của nó là 200 mm và nó cắt được dây đồng là 4 ly và dây thép là 3.4. Thì như ở đây mình cắt cái đinh này thì rõ ràng là nó cắt rất là ngọt. Và bây giờ mình sẽ soi thử kỹ lại coi nó có cái độ hằn nào không. Kìm Nhật nó được một cái là nó cái độ hằn nó không có, tức là nó bị ấy vô ha, tức là bị mẻ một tí xíu nhưng mà nó không có. Nhưng mà nó có cái là nhiều điểm là nó một khi nó mẻ là nó mẻ luôn, nó mẻ luôn chứ nó không có mà cái kiểu như là nhâm nhâm nhâm.
À, còn cái kìm của những cái hãng Đài Loan hay Trung Quốc á, thì anh em thấy là nó sẽ không có bị nhăm, ôi không có bị mẻ, mà nó nhăm, tức là lún xuống á, cái kiểu như là cái nó không có độ cứng, nó lún xuống. Còn cái này thì nó có độ cứng nhưng mà nó giòn. À, vô tình chúng ta cắt không đúng kỹ thuật á, là sẽ nó mẻ, không đúng kỹ thuật nó mẻ liền. Đó, thì ưu điểm và nhược điểm của cái sản phẩm, à, cái nào cũng vậy, nó có ưu điểm và nhược điểm, và cái giá thành nó cũng sẽ đi tương ứng với một cái sản phẩm ha. Nhưng mà giá này 180 ngàn vừa xài, vừa rất là vừa xài. Máy đặt hàng FU 1511 nha anh em, 180 ngàn mình giá mình đang báo ở tại thời điểm ngày 15 tháng 6 2020 ha. Tiếp tục là một cái cây kìm nhọn đa năng của Fujiya và cũng là sản xuất tại Việt Nam. Đây là cái chiếc kìm mình thấy là ok, tức là nó so với cái kìm nội địa Nhật thì nó có không có sự khác biệt gì quá lớn. Dường như là cái kìm này nó làm như nó khó sản xuất hay sao á, cho nên là nó tỉ mỉ hơn, nó tỉ mỉ hơn so với cái những cái kìm khác, tức là cái cây kìm này so với kìm Make in Japan luôn á, thì dường như là nó là một cái là 90-90, chứ nó không có ví dụ mà hơi chênh lệch quá xa, không chênh lệch quá xa. Cho nên là nhiều khi anh em mua ở Shopee, anh em cứ soi xong rồi anh em chọn không biết là về thấy hai cái kìm nó cũng gần như giống nhau, sao nó có chênh lệch giá. Mà thật sự cái cây này thì nó có chênh lệch giá không có lớn, nó không như là những cái kìm khác. Thí dụ như cây này 195 thì cây kia nó cũng 200 mấy ngàn thôi, chứ nó không phải là 300 hay 400 gì hết, nó chỉ nghe nó chênh lệch nhau chỉ có 20-30 ngàn gì đó thôi. Cái kìm này thì nó đa năng, tức là nó tách dây điện, ở lỗ này thì em ta dặn ốc kẹp tuốt dây điện. Đây ở trong cái phần bao bì nó có để nè, phần lưỡi có lỗ răng tích hợp tính năng tách vỏ dây, rồi tính năng bấm cos, phần có răng cưa, phần gấp dạng răng cưa bám sát vật gấp khó chợt vật gấp ra ngoài. Rồi ở đây khó chợt ra ha. Đặc biệt cái kìm này nó sẽ có một cái lò xo để cho nó tự bật nhảy ra như thế này. Nói chung hàng này thì anh em nhìn là ok, là tay nắm rồi từ cái sự nó làm, nói chung là nhìn tổng quan thì đẹp, đẹp mắt ha. Chất lượng thì trung bình, vừa túi tiền anh em xài. Thì cái này giá của nó là 190.000, mã đặt hàng 195 chứ, 195.000, và mã đặt hàng của nó là FU1607. FU1607 với giá 195.000, và giá này là chưa có phí ship anh em, chưa phí vận chuyển, 195.000. Anh em có thể lên website chúng ta đặt hàng, hoặc là đặt hàng ở tin nhắn Zalo, mình sẽ ưu tiên tin nhắn Zalo, Zalo Facebook hoặc là Zalo cá nhân. Thì bây giờ mình đã tích hợp những cái tin nhắn vô trong một chỗ, mình đã xem được tin nhắn, thì cho nên là sẽ check tin nhắn cho anh em ở